Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây là phần màn hình của điện thoại Samsung Galaxy Note 5 bị rơi vỡ, bị chảy mực bên trong như này. Các bạn để ý một chút là đấy, cái phần nó bị ố bên trong. Đó. Samsung Galaxy Note 5 là một trong những mẫu điện thoại với cái phần màn AMOLED cực kỳ dễ rơi, dễ lỗi hỏng khi mà chúng ta rơi và đập mạnh. Đó, mà nó không vỡ cái gì nhưng nó chảy mực bên trong. Đó, các bạn thể nhìn nó loang ở bên trong như này. Nó khác màu, nó loang như này. Đó. Thì với dịch vụ thay mới màn hình cho Samsung Galaxy Note 5 đang thực hiện để di động cao cấp.vn, quý vị các bạn sẽ khắc phục được tất cả các lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình của Samsung Galaxy Note 5. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Samsung Galaxy Note 5, chúc quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng cho Samsung Galaxy Note 5, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961734534, kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình cho Samsung Galaxy Note 5 tại di động cao cấp.vn. Với khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, vì các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, tôi ship màn hình Samsung Galaxy Note 5 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu, quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.